chạy đua chướng ngại vật. Khi thiết bị quan sát chuyển sang màu đỏ, chạm vào màn hình để phá đá. Cứ làm như thế. Đây là đối thủ của bạn, bạn quả vạch đích đầu tiên để đánh bại nó. Bảo vệ bà một lần. Chân của bạn đã bị vỡ, có chân đá. Chiếc kiếm có thể bảo vệ bà một lần. Tuyệt vời, chú chuột túi đã trở nên mạnh hơn nữa. Đến và đánh bại nó đi. Chạy đua chướng ngại vật. Một cái gì đó đang rơi xuống, phá nó đi. Tăng cấp độ khó, cố lên. Chân của bạn đã bị vỡ, có chân đá. Vơi, chú chuột túi đã trở nên mạnh hơn nữa. Đến và đánh bại nó đi. Độ khó, cố lên. Chân của bạn đã bị vỡ, có chân đá. Chân của bạn đã bị vỡ, có chân đá. Yeah.
Đã trở nên mạnh hơn nữa. Đến và đánh bại nó đi. Bị vỡ có chân đá. Tăng cấp độ khó, cố lên. Rất tốt. Tiếp theo bạn sẽ có thể đánh bại chú chuột quý mạnh nhất. Cố lên.